Kính thưa quý vị, cuộc sống của con người luôn là bức tranh muôn màu, chứa đựng rất nhiều những mật ngọt, thành công, xen lẫn cay đắng và thất bại. Thành công, hạnh phúc là những điều tốt đẹp và ngọt ngào mà ai ai cũng khao khát hướng tới và mong muốn có được. Thành công như là một đích đến quan trọng của cuộc sống mỗi con người. Tuy nhiên, trong thực tế cuộc sống, có một số người thành công, còn một số người khác thì lại phải vật lộn với một đống những thất bại. Với những người sở hữu 4 đặc điểm sau đây thì khó khăn, khủng hoảng chẳng những không thể đánh bại được họ, mà ngược lại, chúng còn trở thành áo giáp và vũ khí sắc bén khiến cho họ trở nên ngày càng mạnh mẽ và thành công hơn. Kính mời quý vị hãy cùng theo dõi video của Hãy Sống Khác và hãy xem mình có nằm trong những kiểu người thành công dưới đây hay không quý vị nhé. 4 kiểu người nhất định sẽ thành công bất chấp mọi khó khăn. Thứ nhất, người có nhân phẩm tốt. Người ta có câu khó khăn mới thấu lòng người. Từ trước đến nay, giàu nghèo, tuổi tác hay thân phận đều không ảnh hưởng tới nhân phẩm một người. Muốn nhận ra, chúng ta chỉ có thể nhìn vào hành động và thói quen thường ngày mà người đó thể hiện ra. Như ông bà xưa đã dạy, ở hiền gặp lành, người thông minh đến mấy cũng có ngày sảy chân. Còn người sống nguyên tắc, trung thực và lương thiện thì luôn có một nền tảng bền lâu để vững bước trên đường đời. Nhân phẩm chính là nhân tố mấu chốt quyết định một người đi được bao xa và bao lâu trên con đường dẫn tới thành công. Thứ hai, người có tư duy linh hoạt. Khi bị đuối nước và không biết bơi, chỉ có hai loại người có thể sống sót. Thứ nhất là người đã chuẩn bị sẵn phao cứu sinh từ trước và luôn mang theo bên mình. Thứ hai là người có thể nhanh chóng tìm được phao cứu sinh. Đối với một số người, họ chỉ có thể bất lực bó tay chịu đựng khó khăn khi khủng hoảng xảy ra. Nhưng đối với những người khác, khủng hoảng cũng có thể trở thành một bước ngoặt và bản chất của nguy cơ chính là cơ hội. Thay vì lo âu bất lực, không bằng chúng ta hãy suy ngẫm để tìm ra đáp án cho câu hỏi năng lực cạnh tranh nhất của mình là gì? Dựa vào đó, mình có thể làm gì để tìm kiếm một bước ngoặt? Cho dù cơ hội rất thấp, thì chúng ta vẫn phải nỗ lực hết sức để tìm cách thay đổi hiện trạng, dù ít dù nhiều. Chỉ một thay đổi rất nhỏ cũng có thể dẫn tới thành công khác biệt sau này. Thứ ba, người học được cách tôn trọng. Không ai có thể sống cả đời trong một không gian bị cô lập. Dù ít hay nhiều, chúng ta cũng phải có sự kết nối, liên hệ với thế giới xung quanh. Vì thế, việc tuân thủ các nguyên tắc, tôn trọng tự nhiên, thế giới và những con người xung quanh chính là một trong những khóa học bắt buộc mà chúng ta phải học trong đời. Trong thời kỳ dịch bệnh vừa qua, việc đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người, rửa tay thường xuyên hay khai báo y tế đều là những quy định bắt buộc. Nhưng vẫn có người cố tình không quan tâm. Vì thế, chúng ta mới chứng kiến rất nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra. Chẳng hạn như một nhà tổ chức đám cưới, cả thôn bị cách ly, hoặc là một người về nước từ vùng dịch mà trốn cách ly, không khai báo y tế, khiến cả thành phố bị xếp vào nhóm nguy cơ lây nhiễm cao. Chỉ có những người tôn trọng quy tắc, tôn trọng cộng đồng và tính mạng của chính mình, đóng góp vào quá trình phòng chống dịch bệnh thành công cho cả xã hội. Đây không phải biểu hiện của sự sợ hãi, mà thực chất là quy tắc bất thành văn của một cộng đồng khi chung sống với nhau. Học và hiểu cách tôn trọng đối với những con người, sự vật, sự việc xảy ra trong thế giới xung quanh mới là cách tốt nhất để bảo vệ chính chúng ta. Nếu khó khăn không thể hạ gục chúng ta, cuối cùng chúng sẽ trở thành áo giáp và vũ khí khiến chúng ta phát triển mạnh mẽ hơn để đối mặt với tương lai. Thứ tư, người sạch sẽ gọn gàng. Một hiện trạng thường thấy ở nhiều người khi ở nhà một thời gian dài, chúng ta thường trở nên lôi thôi, lếch thếch hơn trong vấn đề vệ sinh cá nhân. Không ít người tiết lộ với bạn bè rằng nếu không ra khỏi nhà, cả tuần chỉ tắm gội một lần. Không cần thay quần áo ngủ hay tất chân, không cần chải đầu trang điểm, không quét dọn nhà cửa. Nhìn vào đại đa số những trường hợp này, người ta chỉ thấy sự chán chường, lười nhác và cẩu thả đến từ lối sống thường ngày của một người. Ngược lại, vẫn có người làm việc tại nhà, nhưng đầu tóc gọn gàng, ăn
mặc chỉn chu, ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc với một ly cà phê trong tay. Nếu chỉ nhìn vào hình ảnh họ nghiêm túc công tác, không ai nhận ra điểm khác biệt giữa ở nhà và ở công ty trong đó. Cũng có người tranh thủ thời gian ở nhà chăm sóc nhà cửa, dọn dẹp phòng ốc, sắp xếp quang cảnh trở nên quang đãng và gọn gàng hơn, đem tới một không gian sống sạch sẽ. Đây không chỉ là một kiểu bày vẽ hay ra vẻ mà là sự tôn trọng đối với cuộc sống của chính mình. Dù ở vào hoàn cảnh nào đi nữa, bản thân của những người yêu sạch sẽ luôn chủ động thiết kế cho mình một hoàn cảnh tốt đẹp hơn. Hành động này thể hiện nhu cầu tiến bộ, luôn hướng về phía trước cũng như bản năng kỷ luật tự giác. Giống như nhà văn Jacques từng nói, con người sống luôn phải sạch sẽ, từ gương mặt, y phục cho tới tư tưởng tâm linh. Tuy chúng ta không biết ngày mai sẽ phải đối mặt với hoàn cảnh khó khăn nhường nào, nhưng giữ gìn một lối sống sạch sẽ, gọn gàng và kỷ luật luôn là một trong những phương thức chuẩn bị tốt nhất để tâm thái sẵn sàng đối mặt với tương lai. Kính thưa quý vị, thành công luôn là mơ ước của mọi người. Ai cũng muốn mình sẽ thành công trên những con đường mà mình đã chọn. Tuy nhiên, các bạn đều biết để đạt được thành công không phải ai cũng làm được. Đó là cả một quá trình phấn đấu lâu dài, cả một quá trình tích lũy. Đôi khi cần có những bí quyết để có thể tạo ra sức mạnh cho bạn khi từng bước tiến lên thực hiện ước mơ. Dưới đây là 7 bí quyết hữu ích để giúp mọi người thành công trong cuộc sống. Thứ nhất, đặt ra mục tiêu rõ ràng. Đây là điều đầu tiên bạn cần làm. Bạn phải xây dựng cho mình một lịch làm việc cụ thể hàng tuần, hàng tháng và xác định mục tiêu đạt được là gì. Chẳng hạn với kinh doanh buôn bán, cần đưa ra mục tiêu trong một tuần bạn bán được bao nhiêu sản phẩm. Để làm được điều đó, bạn cần chuẩn bị và làm những gì. Khi bạn đã có mục tiêu, sẽ có động lực để thôi thúc bạn cố gắng làm việc, tập trung suy nghĩ hàng ngày để đạt được mục tiêu đã đề ra. Ngược lại, nếu bạn không xác định mục tiêu cụ thể thì bạn sẽ rất dễ sao nhãng, uể oải trong công việc, không biết phấn đấu vì mục đích gì khi mà động lực làm việc không có. Thứ hai, luôn tự tin và nhìn nhận sự việc theo hướng tích cực. Sự tự tin sẽ mang lại cho bạn giữ vững được lập trường trong mọi hoàn cảnh khác nhau. Đồng thời khi bạn tự tin thì sẽ tạo ra được sự chắc chắn, thể hiện được bản lĩnh vững vàng, đặc biệt trong những trường hợp khó khăn. Bạn biết đấy, trong cuộc sống không phải khi nào cũng êm ả theo một chiều hướng. Bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Càng trong những lúc đó, bạn càng phải tự tin để chứng tỏ năng lực của mình. Bên cạnh đó, bạn cũng cần nhìn nhận sự việc theo hướng tích cực. Bạn hãy nghĩ rằng mọi việc đều có những mặt tốt của nó. Chẳng hạn bạn gặp khó khăn thì chẳng qua đó là những thử thách để giúp bạn mạnh mẽ và cố gắng hơn. Thứ ba, luôn học hỏi mọi lúc mọi nơi. Hàng ngày bạn đều tiếp xúc với rất nhiều người khác nhau. Bạn cần tận dụng điều đó để giao lưu học hỏi. Có thể bạn sẽ tìm thấy được những hạn chế, những khiếm khuyết của mình thông qua những người đó. Bạn biết rằng ai cũng có những khả năng riêng của mình, ai cũng có những ưu và nhược điểm, không một ai là có thể hoàn hảo ngay. Quan trọng là có nhận thấy để phát huy và sửa chữa hay không. Vì thế, hãy luôn học hỏi để hoàn thiện chính mình. Thứ tư, kết bạn với những người thành công. Môi trường tích cực sẽ dạy bạn suy nghĩ tích cực và ngược lại. Người xưa đã từng dạy rằng gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Ý nói lựa bạn mà chơi. Trong công việc và cuộc sống cũng vậy, dựa trên kinh nghiệm mà người đời đúc rút ra chứ không phải ngẫu nhiên. Khi bạn ở gần những người thành công sẽ học hỏi những ưu điểm và sẽ dễ nhận ra những khuyết điểm của bản thân. Đồng thời bạn cũng có thể học được những kỹ năng làm việc, những suy nghĩ tích cực, khả năng phán đoán, khả năng giao tiếp và đưa ra quyết định để bổ sung thêm cho mình. Thứ năm, cố gắng hết mình trong công việc. Khi bạn đi làm cho công ty nào đó chẳng hạn, bạn cần nỗ lực hết mình để đạt được hiệu quả công việc cao. Bạn yên tâm một điều rằng sẽ chẳng có ông chủ nào khi nhân viên làm tốt lại không coi trọng và tăng lương cho bạn cả. Vì một khi họ đã thành công như vậy thì họ luôn sáng suốt trong mọi quyết định, đặc biệt là trọng dụng người tài.
Bạn hãy luôn nghĩ khi làm tốt sẽ có thu nhập tốt, như vậy mới thôi thúc bạn cố gắng, luôn làm hài lòng đối tượng hướng đến của mình, đó là thành công bước đầu của bạn. Thứ sáu, mạnh mẽ đứng dậy sau thất bại. Công việc nào cũng vậy, không phải mới bắt đầu là đã có thành công, đôi khi là những thất bại, gục ngã, nhưng quan trọng là chúng ta làm được gì sau đó. Cứ gục ngã là từ bỏ thì bạn không bao giờ vươn tới thành công. Mà sau những biến cố khó khăn đó, bạn càng cần mạnh mẽ để đứng dậy. Lấy đó làm kinh nghiệm để tránh lặp lại lần sau. Thất bại là mẹ thành công, hãy ghi nhớ câu nói này để tiếp tục phấn đấu vì mục tiêu của mình. Thứ bảy, mở rộng tầm nhìn. Mọi thứ xung quanh luôn chuyển động không ngừng, vì thế bạn cũng cần thích nghi với điều đó. Bạn có thể làm những việc bạn yêu thích, tuy nhiên bạn cần tích cực hơn, cố gắng vượt mọi thói quen hàng ngày để tìm kiếm những điều mới lạ. Có những việc bạn nghĩ bạn không làm được, vậy tại sao bạn lại không dám thử? Hãy vượt qua giới hạn đó đi, rồi bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị. Bạn sẽ dần thoát khỏi những ràng buộc và làm mới mẻ mình hơn. Thành công dù giản đơn và ngọt ngào hay xa vời và khó với, chính là ở bản thân mỗi người. Thành công chính là một hành trình khám phá và trải nghiệm, chứ không phải chỉ là đích đến. Quan trọng hơn cả, sẽ không bao giờ có cơ hội để vươn đến thành công cho những kẻ ảo tưởng và lười biếng. Dù hiểu theo nghĩa nào về khái niệm thành công, thì muốn đạt được đích đến của cuộc đời, bạn cần vạch ra mục tiêu riêng cũng như có những định hướng rõ ràng và đúng đắn. Bên cạnh đó, bạn cũng cần bền bỉ, kiên trì theo đuổi, bởi đó là khi bạn có thể chiến thắng thử thách bản thân mình và gặt hái được thành công trên con đường đã lựa chọn. Trên đây là một số bí quyết giúp bạn thành công. Hy vọng rằng bạn sẽ rút ra được những kinh nghiệm cần thiết cho mình để thành công trong cuộc sống. Chúc các bạn may mắn!